Những giọt nước mắt muộn màng của cô gái xinh đẹp vì cãi lời cha mẹ đi lấy chồng sớm để rồi phải nhận cha đắng. Suy nghĩ lại thương cho mẹ con, chứ mẹ con cũng khổ dữ lắm. Mong mẹ cha nói với chồng con là lo làm kiếm tiền nuôi cho hai đứa nhỏ, chứ bây giờ con nít nó đâu có tội đâu. Đây là em Diễm Hương sinh năm 2007 lên mạng để gửi lời nhắn nhủ đến người chồng tệ bạc khi em phải cuốn gói rời khỏi nhà chồng trong sự ấm ức. Qua lời chia sẻ khoảng 2 năm trước, lúc đó về gia đình bên chồng sợ bị dính tới pháp luật nên mới hỏi cưới và làm cho qua lo. Ban đầu thì gia đình bên chồng cũng cưng như trứng mà hứng như hoa. Tưởng đâu cuộc đời của em đã êm ấm vì đã chọn đúng người, nhưng sự thật thì lại chớ treo. Sống chung được một thời gian, tật xấu dần dần lộ ra, những bất đồng dần len lỏi vào cuộc sống, làm cho canh không ngọt mà cơm chẳng lành. Và cái kết thì quý vị cũng hiểu, em phải cuốn gói ra đi cùng với đứa con nhỏ và bụng mang dạ chữa. Còn gia đình bên chồng thì xem như phủi hết mọi trách nhiệm và chặn hết tất cả mọi liên lạc. Gia đình em mới biết em có bầu. Lúc đó thì bên chồng em á, nghe thông tin là bên em đòi kiện, nhưng mà cha mẹ em không có đòi, bà dì út em đòi kiện. Rồi bên chồng em mới thấy vậy mới qua hỏi cưới em. Còn mà nếu mà không có nghe vụ thông tin kiện là bên chồng em không qua hỏi cưới em luôn đó. Giờ mới nhận ra chỉ có cơm mẹ nấu là chân ái, vì hồi xưa không nghe theo lời mẹ mà nghe theo tiếng gọi con tim. Hôm nay em ấy đã lấy hết can đảm để nhờ anh em đến để chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Chỉ muốn cho gia đình bên chồng nhìn lại sự việc và sống có trách nhiệm với con cháu của mình. Còn tương lai của em thì không biết sẽ ra sao khi phải làm mẹ đơn thân từ quá sớm. Em vẫn mong muốn người chồng hiểu chuyện mà tìm đến để chịu trách nhiệm với hai đứa con của mình. Và em cũng đã có lời xin lỗi gửi đến người mẹ chồng. Nếu gia đình bên chồng vẫn không có trách nhiệm thì em sẽ nhờ tới pháp luật mà cho người chồng đi gỡ lịch. Mẹ với cha có coi được cái clip này, với chồng con có coi được cái clip này á, thì suy nghĩ lại nếu mà còn thương con với thằng Tý á, thì qua rước con với thằng Tý về bản chung sống rồi hai đứa đi làm rồi gán nuôi con. Chứ bây giờ chỉ có một mình con thôi, con không biết lo con thế nào hết trơn á. Nếu mà mẹ thương á, mẹ nói với chồng con á, là nếu mà còn thương con á, thì đi rước con với thằng Tý đi về bản chung sống rồi hai vợ chồng đi làm kiếm tiền lo cho con. Giờ đến đây hả? Dạ. Rồi nhà trọ em gần đây không? Trời ơi, giờ là chuyện hai vợ chồng xa nhau mà giờ để đứa con em bồng con đi vòng vòng vậy đó hả? Chợ trọ em gần đó không? Thôi mấy đi ra quán cà phê đi, xíu anh em mình nói chuyện với nhau cho rõ ha. Rồi ok, rồi, em, okay em. Dạ mới chào các bạn nha, thì hôm nay mình nhận được một cái tin từ một cô gái nhờ các anh em đến để chia sẻ lên. Thì em gái này là cũng đã có gia đình, có chồng rồi, mà mình cũng chưa rõ cái lý do vì sao mà em gái này cái kiểu như bị gia đình chồng, cái kiểu không có ở bên gia đình chồng nữa mà phải dọn ra ngoài ở trọ và cùng với một đứa con. Và hiện tại thì cô gái này cũng đang có thai nữa, thì nhờ anh em đến để lấy lại cái sự công bằng về sự gia đình bên chồng có những cái bất đồng á, không có thể sống chung được. Thì em gái này đây, thì trước tiên thì tụi anh chào em ha. Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ, em tên Vinh Thị Diễm Hương, năm nay em 17 tuổi. Là em sinh năm lẻ mấy? Dạ, 2007. À, 2007. 2007 mà có em bé rồi. Dạ. Hồi xưa là em lập gia đình như thế nào? Tại sao em lại nhờ đến sự chia sẻ từ tụi anh? Dạ em hồi đó thì em lỡ dính bầu này, nhưng mà em không có dám phá, cho nên em bây giờ em cũng có bầu thêm lần nữa là có bầu 2 tháng mấy, nhưng mà em điện cho chồng em thì chồng em nó không có bắt máy. Rồi nó em cũng có nhắn tin nhưng mà chồng em nó trả lời là bây giờ làm gì làm đi, nó không biết, nó không có tiền, giờ giết nó cũng không có tiền đâu. Giống như kiểu chồng em nó chối bỏ trách nhiệm. Dạ đúng rồi. Em kể là hồi xưa em sống ở đâu, ở như thế nào? Dạ hồi đó em sống ở bên Củ Chi. Hai vợ chồng làm gì? Dạ em đi làm công ty. Rồi chồng em? Chồng em nó cũng đi làm công ty. Em nói là hôm nay là em dọn ra này trọ em ở, đúng không? Dạ. Là tức là trước cái khoảng thời gian là em ở nhà của ai? Dạ ở nhà của cậu mợ chồng. Em có thể em kể là làm sao mà em không có sống chung gia đình bên chồng nữa mà lại dọn ra riêng vậy? Dạ tại vì bữa đó em đi chơi, em qua bên dì em chơi,
rồi em cũng có hỏi cậu mợ đi đàng hoàng, nhưng rồi mợ cũng đồng ý cho em đi. Rồi tới chiều trời mưa em đường trơn, rồi em có bầu nữa, rồi em chạy xe về không có được. Rồi em mới nói với cậu kêu em là mày đi luôn đi, mày đừng có về nữa, là em qua ngày sau em về em lấy đồ em đi. Em lấy đồ em đi rồi là thằng chồng của em nó nhắn tin, nó nói này nó nọ, nó không có kiểu như là nó chối bỏ trách nhiệm rồi đó, nó không có cái kiểu như là lo cho mẹ con em nữa, là hai mẹ con em đi ngủ ké quán cà phê của người ta. Ngủ ngoài đường hả? Dạ, ngủ ké quán cà phê của người ta. Lúc đó thì người ta cũng không có biết, tại vì người ta đóng cửa rồi. Rồi nhỏ bạn em nó mới thấy vậy, nó mới kêu em đi về nhà nó ở. Em ở được 4-5 ngày gì đó, cái mẹ em mới gửi tiền về cho em lên trên đây ở, xong rồi em mướn chỗ hai mẹ con em ở riêng ở cái phòng mẹ em. Tức là bây giờ em còn liên lạc với gia đình bên chồng không? Dạ em liên lạc nhưng mà bên đó chặn hết trơn, là không có bắt máy. Và chồng em còn nhắn tin hay gọi điện gì được không? Dạ em mới vừa gọi là anh tắt máy ngang, xong rồi anh chặn em luôn. Em mới vừa gọi hôm qua đó, anh tắt máy ngang xong rồi anh chặn em luôn rồi. Chứ em điện biết bao nhiêu số luôn cũng không ai bắt máy em hết trơn. Kiểu bây giờ em phải tự một mình nuôi con. Dạ. Em cảm thấy em uất ức cái chuyện gì mà để mà nhờ đến sự giúp đỡ của tụi anh? Dạ em uất ức là tại vì bên gia đình chồng em á không có thương em, rồi đối xử với em tệ, rồi chồng em thì nó không có biết thương em nữa, nó hay quýnh con em với em. Nó mà nghe cái chuyện gì ở ngoài là nó sẽ về nó quánh con nó. Như là nó đi chơi, em kêu anh ơi anh đừng có đi chơi ở nhà với mẹ con em đi, nó cũng lôi con em ra quánh. Rồi em nhảy vô em binh con em, xong rồi bắt đầu nó quýnh luôn em. Rồi em qua em nói với mẹ chồng em nhìn vậy thôi chứ không có nói gì hết trơn. Mẹ chồng cũng không hiểu em, cũng dạ. bên chồng mà không ai hiểu em hết trơn. Chồng em nó có chịu làm ăn gì không? Dạ nó muốn làm nó nghỉ rồi nghỉ hả. Hiện tại á chồng em làm công việc gì? Dạ làm công ty sắt gì ở bên Củ Chi á, em cũng biết tại vì nó mới lên làm. Ừ. Trước đó là hai vợ chồng cũng ở Củ Chi luôn. Dạ. Cái thời điểm đó là hai đứa ở trọ hay là sao? Dạ ở trọ. Em có thể em cái chỗ đó chỗ nào em thêm chia sẻ được không? Dạ đường Võ Văn Bích 159 Võ Văn Bích Bình Mỹ Củ Chi. Hiện tại vợ chồng em còn ở đó không? Dạ còn, ảnh ở chung cái đường 159 Võ Văn Bích. Ừ. Hồi xưa làm sao mà hai đứa mà quen biết mà có gia đình sớm như vậy, giờ phải rơi vào cảnh như thế này? Dạ hồi đó tụi em chỉ là quen thôi, người yêu thôi, rồi lỡ dính bầu này, nhưng mà em sợ em không dám phá, rồi em cũng không dám nói cho gia đình em biết luôn, em giấu em đi. Tới chừng mà em bị té xe rồi gia đình em mới biết em có bầu. Lúc đó thì bên chồng em á, nghe thông tin là bên em đòi kiện, nhưng mà cha mẹ em không có đòi, bà dì út em đòi kiện. Rồi bên chồng em mới thấy vậy mới qua hỏi cưới em. Còn mà nếu mà không có nghe vụ thông tin kiện là bên chồng em không qua hỏi cưới em luôn đó. Lúc mà mới cắn bầu là em, lúc đó em còn nhỏ, em không có biết là uống cái gì nước dừa gì đó là sẽ mắc bé, em không biết. Em thấy bên gia đình chồng em á kêu mua dừa xuống cho em uống, em cũng lấy vô, nhưng mà mấy người ở gần chợ người ta thấy em cầm dừa người ta mới chửi em, người ta nói có bầu mà tại sao uống dừa. Cái người ta mới giải thích cho em hiểu là uống dừa là bị dậy, rồi em mới đem đi bỏ. Lúc đó em cũng không nói gì tới động bên gia đình chồng em luôn, em cũng giả điên luôn, em cũng không nói gì luôn. Rồi đợi bên đó qua bên em nói chuyện, xong rồi hai đứa làm đám cưới, nhưng mà hứa là qua Tết cưới, nhưng mà không có, chỉ làm đám hỏi thôi. Chỉ làm một cái đám đơn giản ra mắt dạ. hai họ thôi. Dạ. Vậy là em chắc đâu có kết hôn gì không, có đăng ký không? Dạ không. Chồng em không có giấy tờ, với lại em chưa đủ tuổi cho nên không có đăng ký được. Tình trạng về đăng ký cũng đâu có được. Nếu như là xét theo luật pháp thì là chồng em chắc có lẽ là chưa đúng rồi. Dạ. Bây giờ em một mình em nuôi con như vậy rồi cái hiện tại giờ em ở với ai, hay là anh chị ở một mình mấy mẹ con thôi? Dạ em ở với gần phòng mẹ em. Mẹ em làm gì trên đây? Dạ mẹ em làm công ty Mai. Em ở này là mấy hôm rồi? Dạ 4 hôm. Rồi bây giờ nè, cái điều quốc ước của em mong muốn tụi anh để làm gì, và mong muốn nhà chồng, gia đình bên chồng của em làm cái gì để
đáp ứng yêu cầu của em. Em cũng không có muốn làm gì mà ác với bên chồng em hết, em chỉ muốn là bên đó hiểu em, hiểu em về cho chồng em đi về, cho chồng em về đây đi làm nuôi mẹ con em, chứ một mình em sống em không có lo nổi cho hai đứa. Bây giờ em giấu công ty em đi làm, em đi làm em nuôi con em, giờ em chưa có bụng, em giấu công ty em đi làm được, chừng nào mà em có bụng thì em không biết công ty có cho em làm nữa hay không thôi. Tại vì em bé sao nè, được mấy tháng rồi? Dạ em mới siêu âm hôm bữa hổm là được 10 tuần rồi. 10 tuần, nói chung là người ta cũng chưa có phát hiện. Nếu như mà tôi chưa phát hiện có thể là người ta không có cho em làm à? Dạ, tại vì công ty này khó lắm. Nếu như mà chồng không hiểu thì còn gia đình bên chồng, còn mẹ chồng mà đằng này là chính người cậu ha, người cậu không cho em ở hay sao? Dạ người cậu đuổi không cho em. Rồi thời điểm đó có người mẹ, có bà mẹ chồng ở đó không? Dạ không, mẹ chồng ở trên Bình Mỹ chỗ Củ Chi á đi làm. Vậy em có trình bày sự việc để cho mẹ chồng hiểu không? Không ai chịu nghe em giải thích hết trơn á. Em xin lỗi, em đòi cho mẹ chồng em đánh em luôn để cho mẹ chồng em tha thứ gì những cái chuyện lúc trước mà em hổn với mẹ á. Rồi em xin lỗi, em làm đủ kiểu hết trơn nhưng mà mẹ vẫn không tha thứ cho em. Mẹ không bao giờ mà nghe em giải thích gì hết trơn á. Mẹ mà nghe ai nói cái gì một cái là mẹ vô mẹ giận em, như chứ không bao giờ mà mẹ vô mẹ nói Hương ơi con làm sai cái này cái kia, không bao giờ. Mẹ vô là mẹ để trong bụng mẹ rồi mẹ giận thôi. Anh nói thiệt nè, trong cái cuộc sống giữa em với mẹ chồng á, em với mẹ chồng em có thận thảo không, hay là có hay xảy ra những cái vấn đề hiềm khích với nhau? Dạ không có thận, cãi lộn hoài à. Mẹ chồng em kiểu như là không có thích em á, cứ móc chuyện này chuyện kia xong rồi chửi em nồi này nọ, có lần sau này mẹ chồng em chửi tục nhiều lắm, không biết em nói trên đây được không. Mẹ chồng nói gì là người ta đủ hiểu. Dạ mẹ chồng em chửi em đồ nhiều lắm. Rồi em ai mà không tức về cái vụ mà không có, mẹ chồng em nói những cái chuyện mà không có đó với em, cho nên em mới hổn với mẹ. Chứ hồi đó giờ em sống ở bển, em làm dâu rồi hả, em mẹ chửi cái gì em cũng biết im lặng thôi, chứ em không có nói gì hết trơn á. Nhưng mà lần này thì mẹ chửi em đủ kiểu hết trơn á. Mẹ chửi luôn tới mẹ em, mẹ chửi mẹ em đi lấy thằng này thằng kia rồi này nọ, xong rồi em mới, rồi mẹ chù thằng con em nữa, chù con em ra ngoài đường xe đụng chết. Trời ơi, cháu ruột của mình dạ. Mà chồng em nó mượn có 300.000 à, mà không biết ai đồn với mẹ là em có bầu mà lúc đó em đâu có bầu đâu, mà không biết ai đồn. Rồi mẹ mới chù em á, mẹ nói là con đĩ, tao nghe đồn mày có bầu đúng không, tao chù cho mày đi đẻ mày chết yểu. Em nói với chồng em vậy đó, rồi nó im vậy thôi, chứ không bao giờ mà nó binh em hay là cái gì hết trơn á. Nó còn quay qua nó đánh em, bởi vì bên gia đình chồng em ai cũng muốn đánh em hết trơn á. Em mà nói gì cả là muốn đánh em không à, chứ không bao giờ mà nghe em giải thích cái gì hết. Tức là bà mẹ chồng khi hay em có em bé là cái kiểu như không có chấp nhận bé đó hay sao? Dạ bà không để tâm tới thôi, lúc đó là bà đang giận em. Mẹ đang giận em cái vụ mà lúc trước em với mẹ chửi lộn đó, là cái vụ mẹ chù con em đồ này nọ đó, rồi em hổn. Chung là thời điểm đó em cũng hơi nóng, cũng có cái lớn tiếng với mẹ chồng. Dạ. Em cũng có xin lỗi mẹ chưa? Dạ, em xin lỗi 2-3 lần rồi. Em nói em thà, em chịu làm trâu làm ngựa để em xin lỗi mẹ, để cho mẹ tha thứ cho em, để gia đình làm lại từ đầu. Nhưng mà mẹ đọc tin nhắn xong rồi mẹ chặn em, chứ mẹ không có trả lời gì hết á. Rồi hôm qua em cũng xin lỗi thêm một lần nữa, rồi mẹ điện, mẹ kêu em á là đừng có làm phiền mẹ nữa. Mày đừng có làm phiền tao nữa, trong thời gian rảnh đó thì mày đi hả, đi làm kiếm tiền nuôi con mày đi, chứ mày đừng có làm phiền tao nữa. Tao quá mệt mỏi rồi, mẹ nói vậy đó, rồi xong rồi mẹ chặn em. Rồi em điện cho chồng em qua nít này nít kia, em điện em lấy luôn cái điện thoại của mẹ em để em điện cho chồng em, để em thông báo là em có bầu 2.5 tháng gì đó. Nhưng mà chồng em nó chặn em hết trơn à, nó không có bắt máy hay là nói chuyện với em dù chỉ một lời. Nhưng mà cái lúc đầu không phải là em ác hay là cái gì, em thấy hả gia đình khổ, chồng em nó cũng không biết lo làm ăn, rồi em lỡ em dính bầu gì đó mà còn nhỏ. Em nói anh ơi, không mấy giờ mình bỏ đi anh, chứ giờ nuôi một tí chưa xong nữa sao mà đẻ được. Ảnh đòi đánh em xong rồi ảnh so sánh em với mợ của ảnh. Rồi ảnh so sánh là
mày có hai đứa con à mà mày lo không được, mày còn đòi bỏ nữa. Còn mà hả, mợ lo tới ba đứa mợ không theo một tiếng nữa. Nhưng mà không phải là em muốn bỏ con em hay là cái gì hết, tại vì em thấy chồng em nó không có biết lo. Em sợ em đẻ đứa này ra rồi hành hạ mẹ em nữa, sợ khổ mẹ em nữa. Tại vì đứa này nè, em gần sanh mẹ chồng em đuổi em đi á. Cái hai vợ chồng em qua bên mẹ em mở, tới chừng đi sanh mẹ em lo. Mẹ em lo tới chừng con em 9 tháng mẹ em mới trả cho em. Là hai vợ chồng em không có đưa tiền hay là cái gì để mẹ em mua sữa cho con em hết trơn. Nói chi gửi đúng cho mẹ em đúng 1,2 triệu thôi, tới chừng mà 9 tháng luôn á. Rồi mẹ em trả về cho em nuôi, là lúc đó mẹ em lâm nợ luôn rồi. Lo cho con em á, đi mượn đồ này đồ kia á, mẹ em lâm nợ. Rồi bây giờ hả, nó hỏi mượn tiền, rồi em mẹ em cũng đi hỏi mượn giùm, rồi nó cũng không biết trả, nó nói chuyện ngang với mẹ em. Mà chồng em nó chửi bên gia đình em nhiều lắm, nhưng mà nó không bao giờ mà mở lời ra xin lỗi bên gia đình em một tiếng nào hết. Rồi bên ba mẹ em có nói gì không? Rồi hiện tại giờ mẹ em như thế nào? Giờ mẹ em chỉ biết gầu lo thôi chứ giờ không biết gì nữa chứ. Mẹ em à, mẹ không có tiếng nói được. Mẹ em chỉ la em vậy thôi, rồi nói giờ bên đó nói gì được nữa. Giờ nói rồi người ta vậy, rồi người ta cắt liên lạc hết trơn rồi. Nói bên đó chỉ biết chửi bên đây thôi chứ không có nói gì mà kiểu như ngồi xuống mà nói chuyện đàng hoàng hết trơn á. Nói ra là chửi à. Tức là hồi xưa là khi mà em quen chồng em là thời điểm đó tự em quen, chứ mẹ em có lúc thời điểm đó có đồng tình để mà em lập gia đình không, quen người này không? Dạ không, mẹ em không có cho quen, tại em bướng em đòi quen. Rồi tới chừng dính bầu rồi xong mẹ em chỉ biết lắc đầu đợi bên đó qua nói chuyện thôi. Giờ em có suy nghĩ là tại hồi xưa em bận bột quá, quen sớm quá rồi đánh dạ. Giờ em suy nghĩ em hối hận là tại vì em cãi lời cha cãi lời mẹ, giờ em khổ vậy. Giờ em chỉ muốn là hả, thời gian quay trở lại để mà hả em làm em lo cho cha mẹ em. Nếu mà em không có hả lấy chồng hả là mẹ em đâu có mà thiếu nợ tới mức độ gì đâu. Mẹ em hay chửi em á là người ta gả con gái á có tiền, còn ta gả con gái á còn lâm nợ nữa. Nhưng mà mẹ em nói câu đó đúng. Hồi xưa làm sao mà mẹ lâm nợ với vậy? Dạ tại vì nuôi con em á, đi mượn ở dưới quê mà đâu có đi đâu làm được đâu. Đi nếu người ta mướn dặm lúa đó thì đi, còn không mướn thì ở nhà đi kiếm cá ăn. Cha em đi kiếm cá ăn, mẹ em thì ở nhà giữ con nhỏ. Lúc đó mẹ em thương cháu ngoại lắm, không có dám để cho em giữ. Thấy chồng em nó không biết lo, sợ giữ cháu ngoại rồi chết đói. Nên là mẹ em bắt đi về quê. Rồi tới chừng mẹ em hết khả năng lo, rồi cha mẹ em cãi lộn rồi ly dị đó. Rồi mẹ em mới giao lại cho em. Là cái chuyện của em mà ba mẹ cứ lộn luôn? Dạ có. Trời đất. Ba mẹ em quýnh lộn gì vụ em hoài đó. Có nói thiệt nè, từ lúc mà khi mà quen người chồng này là em cũng cãi là cha mẹ nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì ba mẹ nói sao? Ba mẹ em chửi em, bây giờ mẹ em cũng chửi. Tại vì hồi đó mày cãi lời tao, giờ mày khổ rồi, bây giờ mày chịu chứ bây giờ mày chắc ai bây giờ. Thì em chỉ biết im lặng rồi nghe mẹ chửi vậy thôi, tại vì mẹ chửi đúng. Bây giờ em suy nghĩ là hồi đó mẹ chửi thì nghe là được rồi, là bây giờ đâu có chuyện này xảy ra. Dạ em cũng muốn quay lại cũng đâu có được. Dạ. Người ta bây giờ hai đứa con rồi. Dạ chỉ có em có nước là hoặc là gia đình bên chồng có thể là chấp nhận em về người chồng phụ lo với hai đứa nhỏ, chứ một mình em bây giờ em cũng thấy là bất lực đúng không? Dạ. Em có mong muốn gì để chồng em xem được clip này nó? Em chỉ mong muốn là bên gia đình chồng xem được cái clip này á, suy nghĩ lại thương cho mẹ con. Chứ mẹ con cũng khổ dữ lắm. Mong mẹ cha nói với chồng con là lo làm kiếm tiền nuôi cho hai đứa nhỏ. Chứ bây giờ con nít nó đâu có tội đâu. Em có trách mẹ chồng không? Dạ em không có trách gì hết trơn á. Em không có để bụng mấy cái chuyện cũ. Dù gì em cũng hổn với mẹ. Em cũng xin lỗi mẹ rồi, nhưng mà mẹ không tha thứ cho em.
Nói chung là cũng lời qua tiếng lại, nhưng mà em biết con người của em sai, em hổn, cho nên em cũng tự giác em xin lỗi. Còn về vấn đề chồng em, nó cũng chửi bên em nhiều lắm. Nó còn bẻ móc đòi quýnh, đòi đâm cha em nữa mà. Nhưng mà nó cũng không có mở lời ra xin lỗi cha em được tiếng nào hết trơn. Nó hư, nó hổn, nó cha em dạy nó, nó bẻ móc, nó đòi đâm cha em. Đây giờ chồng em là đi làm ở Củ Chi, ở chung với mẹ chồng ha. Dạ. Chồng em nó tên gì? Dạ tên Hận, Quỳnh Hoài Hận. Mà hồi xưa hai đứa quen nhau mà chồng em cũng không có giấy tờ, nhưng mà biết gốc gác của chồng em không? Dạ biết. Quê ở đâu em? Dạ quê ở Sóc Trăng. Tại vì nếu hồi xưa nếu gia đình em lập căn á, dạ, có lẽ là chồng em sẽ phải. Tại vì hiện tại lúc thời điểm đó là chồng em mà hai đứa kết hôn sống chung như vậy là nó đã sai với quy định của pháp luật rồi. Dạ. Đó, hiện tại bây giờ nếu như mà chồng em mà không thuận thảo, không đưa em về nữa thì nhiều khi dính tới pháp luật nữa, nó sẽ rắc rối là sau này em phải làm mẹ đơn thân nữa. Dạ. Anh hỏi thiệt nè, nếu mà bây giờ trong thâm tâm em còn thương chồng em? Dạ còn. Nhưng mà nếu mà người ta không chịu trách nhiệm với em nữa thì em sẽ định như thế nào? Thì lúc đó em sẽ nhờ tới pháp luật, chứ bây giờ mẹ con em biết được. Biết. Dạ. Mẹ nếu em mà có một người nào tốt hơn để mà giúp đỡ cho em sinh con đẻ cái ra rồi, lúc đó em sẽ có nghĩ tới về bên chồng không? Dạ. Em cũng sợ nữa. Dạ. Em vừa sợ bên chồng mà em còn thương chồng, thương vấn đề thì đứa con thôi. Dạ, em thương về vấn đề hồi đó nó đối xử với em tốt. Em nhớ lại, cũng nhớ lại cái chuyện nó đối xử với em tốt rồi đối xử với em xấu. Một phần thương, một phần hận. Ừ. Chứ trong hoàn cảnh này mà em còn thương là cũng cả một vấn đề, tại vì em biết được rồi mới nó thương đúng không? Dạ. Thương là cái lúc mà mẹ chửi nó, mẹ nó chửi nó, rồi em thương nó cái lúc đó thôi. Đó giờ hai vợ chồng sống chung là khi mà em mang thai hoặc là hào đẻ đứa bé ra rồi mới hai bên mới cự cãi nhau. Dạ, lúc em mang thai gần sanh đứa đầu là bên gia đình chồng em là muốn cự cãi với bên em rồi. Là muốn đục lực hả? Dạ. Bên em thì không phải là em bên cha mẹ em mà em nói, mà cha mẹ em không bao giờ nói động tới bên xui bên bển hết. Ừ. Đó giờ giống như cái xui gia có gặp nhau không? Dạ, gặp được 3-4 lần à. Có lúc mà gặp nhau thì có nói nặng lại nhẹ với nhau không? Dạ không. Sao kỳ vậy? Gặp nhau thì cũng bên đó cũng mời bên mẹ em qua chơi, là lúc mà đám đồ đó mời mẹ em qua thì mẹ em cũng qua, rồi cũng ngồi nhậu, rồi cũng xui ra ngồi nhậu chơi chung bình thường vậy thôi. Mà tới cái lúc sau này thì bên mẹ chồng em nói là bên em không có biết điều. Là bây giờ em vẫn chưa có hiểu ra cái lý do gì sao mà mẹ chồng em chửi mẹ em là không biết điều. Tại vì em ở với mẹ em đó giờ chưa bao giờ mà nghe mẹ em chửi hay là nói cái gì bên đó hết trơn. Chỉ có cái hôm mà mẹ chồng điện qua chửi mẹ em là có hôm đó mẹ em chửi mẹ chồng em là một câu là quỷ cái. Tại vì mẹ chồng em quá đáng quá, nói mẹ em đi bỏ chồng theo cha, nhưng mà cha mẹ em thôi rồi, làm giấy thôi rồi, chứ không phải là mẹ em tự bỏ chồng đi. Ba mẹ em cũng có cuộc sống riêng rồi. Dạ. Hiện tại là mẹ em có gia đình khác ha. Dạ. Chứ vấn đề nằm chỗ như này nè, là em ở bên nhà chồng em. Dạ. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Cái này không phải là mình nói cho nó tròn, cho nó vuông. Ví dụ như clip này đang lên là tụi anh không phải là kêu gọi từ thiện, mà tụi em nhờ tụi anh đến đây để nắm như là đưa thông tin này lên, giống như là muốn lấy lại sự công bằng cho em thôi. Dạ. Và gửi đôi lời bên nhà chồng em. Em ở bên nhà chồng em làm dâu bên đó, là em có thái độ gì không? Dạ. Em thì lúc đó thì em có bầu. Nhưng mà em mệt hoài à, cho nên em không có được vui. Em mệt hoài à, cho nên em cũng không có muốn đi ra ngoài nữa. Em đi là em mệt, em cứ ở trong phòng hoài à. Rồi mặt em nó cứ buồn buồn vậy đó. Rồi mẹ chồng em thì nói là mặt em mặt nặng mặt nhẹ. Nhưng mà em cũng đã giải thích, tại vì em mệt. Cái bụng em có bầu đó, em kiểu như là động, nó động thai hoài đó, nó đau hoài à. Nhưng mà em nói với mẹ chồng em thì mẹ chồng em không có đưa tiền cho em đi siêu âm hay là đi khám gì hết. Lúc đó là không phải là em kể hay là cái gì hết, nhưng mà lúc đó thì vợ chồng em còn nhỏ quá, ở chung mẹ chồng á, thì chồng em đi làm cũng một tháng cũng 10-11 triệu đó. Nếu mà làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít, thì làm bao nhiêu là đem về đưa cho mẹ hết. Là suy nghĩ là đưa cho mẹ đi, tới nữa đi sanh thì mẹ đưa lại.
là lúc đó còn nhỏ quá không dám giữ tiền, xài sợ xài phung phí á, mà vợ chồng em lúc đó xài phung phí thiệt, muốn ăn gì là mua à, thì cũng đưa cho mẹ chồng, nhưng mà tới chừng em đi sanh thì mẹ chồng em không đưa tiền. Lúc chưa kịp đi sanh mới có 8 tháng mấy là mẹ chồng em kiếm cớ đuổi đi rồi, là giữ tiền đó mà bây giờ nói ra thì mẹ chồng em nói là trả nợ cho chồng em. Nhưng mà cưới em là thiếu người ta hình như là 20 triệu hay gì á, là hình như là 1 tháng mấy 2 tháng là trả rồi. Nhưng mà em có bầu tới chừng sanh luôn là cũng gần năm trời mà sao mà vẫn còn nợ hoài. Rồi tới mà em đi vô bệnh viện á, không đủ tiền sanh, mẹ em mới chạy hỏi đầu này đầu kia, rồi mới chồng em nó mới qua nó hỏi mẹ nó kêu là mày lên bàn thờ mày ngồi đi, tao đốt nhang cho. Chồng em nó vô bệnh viện nó khóc với mẹ em, nó nói là bây giờ mẹ con nói gì rồi sao mẹ. Rồi mẹ em mới bóp bụng đi mượn tiền người ta, mượn tới bây giờ mà thằng chồng em nó vẫn không đếm xỉa tới để mà trả cho người ta nữa. Trong chuyện vợ chồng là hai vợ chồng từ khi mà trước khi sống với chồng là rất là hạnh phúc, và khi mà sinh đứa bé này ra là nó đều nhiều chuyện xảy ra. Rồi trong cái đó là như mẹ chồng em nói em á, là gặp với người này người kia là sao? Là mẹ chồng em á, nói em á, là đẻ này ra không phải là cháu hay là con gì của thằng chồng em hết. Nói em là đi chơi 80 thằng rồi tới lượt thằng chồng, thằng con của tao, mày nói thằng này là con của con tao ai mà tin. Nhưng mà em kêu á là mẹ biết nói câu đó thì mẹ đưa tiền đây con đi xét nghiệm thằng tí là con là biết liền chứ gì, tại vì con người em không có sống sai cho nên em không có sợ. Bên em khổ em đâu có đem, với lại em sợ con em nó đau em cũng không có đem nó ra xét nghiệm đau lắm. Là trước khi quen chồng là có quen người nào không? Dạ cũng có quen rồi, chia tay cũng mấy tháng rồi em mới quen chồng em. Rồi từ lúc đó là cứ nghĩ là em tuổi nhỏ mà quen với chồng em, rồi bà già chồng cũng không ưa em nữa đúng không? Lúc đó là đã thương em. Thương hả? Thương. Lúc đó là qua là cũng kiểu như kêu cô vậy thôi chứ không có chưa, cũng có chưa kêu mẹ. Cô cũng qua rồi hai cô cháu ngồi nói chuyện vui vẻ vậy đó, cũng nấu đồ cho em ăn, cũng kêu em qua nhà có đám tiệc gì cũng hỏi là con dâu tao đâu rồi, con dâu tao đâu rồi. Mà ngày xưa quen mà quen sao? Sao mà em gặp được chồng em? Dạ kiểu như đi chơi chung bạn bè rồi giới thiệu rồi quen. Rồi quen bao lâu rồi mới về xác định về chung một mái nhà? Dạ 6 tháng mấy. 6 tháng mấy là em dính bầu. Là quen thời gian rồi 6 tháng mấy dính bầu hay là trong thời gian 6 tháng mấy nó dính bầu luôn? Dạ 6 tháng mấy mới dính bầu. Lúc đó là mới xác định là cưới. Dạ. Nếu mà tính theo cái năm sinh của em hiện tại bây giờ, cái thời điểm đó là em chưa có đủ điều kiện để mà em kết hôn. Dạ. Con em nhiêu tuổi à? Dạ 18 tháng à. 18 tháng là hơn 1 năm rưỡi gì trước. 1 năm rưỡi trước với năm sinh của em hiện tại bây giờ. Chưa đủ 17. Chưa đủ 17. Là cái thời gian 6 tháng trước nữa là em còn dưới nữa. Dạ. Dưới độ tuổi để kết hôn nữa, hiểu không? Bây giờ thấy khổ cũng vì cãi cha cái mình. Đây là một bài học hết, thật sự đây là một bài học cho các bạn trẻ đó. Khi mà người lớn nhìn người ta nhìn không sai đâu. Chỉ cho mình kiểu yêu mù quáng bất chấp. Em với chồng em cũng bỏ nhau một lần rồi, cũng cách đây là nửa năm. Em đi về quê em giữ con em cho mẹ em đi làm. Rồi em con em hết sữa em kêu ảnh gửi tiền về ảnh chửi em. Ảnh chửi em là tối ngày nằm ở nhà mà cứ kêu tiền hoài, thôi mày biến khỏi cuộc đời tao đi. Đó là lúc đó là ảnh không có lo nữa. Rồi xong rồi em mới lên trên An Lạc đi làm. Cái ảnh mới gọi, ảnh dụ em đi về lấy giấy chứng sinh cho con. Em cũng thấy có người chở rồi em cũng đi về. Đi về xong rồi ảnh bắt em ở lại, ảnh không cho em đi nữa. Nói chung là thời gian đầu là thời gian mà hạnh phúc, sau qua cái thời gian hạnh phúc đó là thời gian gọi là áp lực đúng không? Thôi vậy đi, nói chung thì cái mong muốn của em muốn như thế nào em nhắn nhủ đến gia đình bên chồng em đi, thẳng nhìn vào camera này gọi tên chồng em luôn. Đó, ví dụ như em muốn về chung sống là sao, nếu như anh còn thương em thì đó, hãy đón mẹ con về. Chứ em giờ cũng không có khả năng hay sao đó. Thì tự em nói để em nhìn tưởng tượng với mẹ chồng em mới đang xem cái clip của gia đình bên chồng em ha. Mẹ với cha có coi được cái clip này, với chồng con có coi được cái clip này á, thì suy nghĩ lại nếu mà còn thương con với thằng Tý á, thì qua rước con với thằng Tý về bản chung sống rồi hai đứa đi làm rồi gán nuôi con. Chứ bây giờ chỉ có một mình con thôi, con không biết lo con thế nào hết trơn á. Nếu mà mẹ thương á, mẹ nói với chồng con á,
là nếu mà còn thương con á thì đi rước con với thằng Tý đi về bển chung sống, rồi hai vợ chồng đi làm kiếm tiền lo cho con. Chứ bây giờ con ở bên mẹ con thì nó lâm nợ rồi, bây giờ bà không có lo được cái gì cho con hết. Có gửi lời xin lỗi đến mẹ chồng luôn không? Dạ có. Nếu mà mẹ thấy con sai á thì con xin lỗi mẹ. Con cũng xin lỗi mẹ nhiều lần lắm rồi, mong mẹ tha thứ cho con. Cũng hy vọng gia đình bên chồng em xem được cái clip này mà suy nghĩ lại. Chứ giờ mà em mà làm căng ra pháp luật thì em cũng chẳng được cái gì cả, mà lại càng khổ thêm nữa. Đúng không? Như sợ bây giờ chồng em có dính líu về cái pháp luật đi, thì em cũng một mình nuôi con, cấp đó còn khổ dữ nữa. Đây đây cũng là một cái lời tâm sự của em gái này gửi đến người chồng xem được hãy suy nghĩ lại ha. Nói chung vấn đề do hai vợ chồng tự giải quyết với nhau đi, đúng không? Thì... nên nhớ là hiện tại giờ cốt nhục của em trai đó vẫn còn trong bụng á. Đúng rồi. Đó. Cái vấn đề nằm chỗ này nè, phải chi có một đứa không thì em có thể gửi con để đi làm được không? Dạ. Còn này hiện tại là đang có cốt nhục của một đứa nữa, khổ lắm. Nên là theo quan điểm của anh nghĩ thì nếu mà bên chồng rước về được thì nên rước về để làm lại. Vậy hai vợ chồng thì nhưng mà bây giờ em có về sống cũng không có hạnh phúc. Đúng rồi, chính xác. Không có hạnh phúc, với lại ảnh hay kiếm chuyện lắm. Từ cái lúc mà em đi một lần xong rồi em quay về là mẹ chồng em nói một cái câu là tại sao mày không đi luôn đi, mày về làm gì nữa. Bây giờ em nói chứ em nghĩ là gia đình chồng em không ai thương em nữa đâu. Giờ em về bản cũng không có hạnh phúc, cũng cãi giả như lúc đầu vậy thôi chứ không có hạnh phúc nữa. Giờ em cũng không, kiểu như là ảnh muốn rước em với con về lo thì ảnh rước, còn suy nghĩ là chỉ có 1% là ảnh rước thôi, còn 99% là ảnh lựa chọn là ảnh rời đi. Cái kiểu em giống như em bỏ qua cái đôi bản thân, giống như em vì con em á, cái kiểu gì là giống như em bỏ qua cái sự thiệt thòi của em. Hiện tại bây giờ cái cảm giác của em là không muốn về nhưng mà vì con mà bắt buộc phải như vậy. Cũng ảnh cũng đánh đập em xong rồi em cũng vì con mà em không nỡ rời đi. Nếu mà đi rồi bây giờ ai lo cho mẹ con em? Nói chung con bé này nó còn nhỏ, hình hiểu không? Nó còn tuổi nó chưa trưởng thành nữa, nó nhưng mà nó rớt vào cái số phận như vậy thì nó chịu thôi, chứ không có nói được nào nữa. Thì thôi bây giờ vậy ha, thì tụi anh sẽ làm cái video đăng lên. Thì cái câu chuyện của em là không phải là cái câu chuyện kêu gọi từ thiện, mà cái câu chuyện của em là để đưa lên cho bên nhà chồng biết em đang khổ như thế. Còn nếu mà riêng về cái vấn đề mà khi video tụi anh đăng lên á mà có xảy ra biến cố gì bên nhà chồng em á mà kêu tụi anh gỡ clip xuống á thì anh không gỡ được nha. Cái này anh nói trước, thì vấn đề này là tụi anh cũng đi làm việc, và nếu mà có ai thương tình em giúp đỡ gì cho em á thì tụi anh sẽ để cái một là cho số điện thoại trực tiếp cho em hoặc là cái số tài khoản của em riêng cho bên đó, người ta thích người ta cho cái gì cho thì tụi anh cũng không nhận nha. Cái vấn đề này nó hết trước ha. Thì giờ nói chung cái câu chuyện của em kể ra thì anh nghe là chỉ mới nghe một phía bên em thôi, anh chưa biết bên trong sự tình như thế nào nữa. Thì trước mắt anh ghi nhận vậy ha, thì sau này nếu mà có yêu cầu của anh gỡ lấy xuống thì tụi anh gỡ không được, mong em thông cảm nha. Mong em là kể đúng hoàn toàn sự thật. Dạ còn nhiều lắm mà tại vì em chưa kể hết. Thôi từ từ đi, nếu mà để tụi anh xem xét lại coi sao. Nếu mà anh trong cái thời gian mà bên nhà chồng em á, trời ơi, khi cái clip này lên từ đây sắp tới nhà chồng em không có đón em về á, thì tụi anh sẽ có cái phương pháp nào đó. Nếu mà tụi anh có gì giúp được em á thì tụi anh sẽ giúp. Nếu mà nhà chồng em không rước em về để mà chuẩn bị cho em sinh đẻ nha, thì nếu mà bên nhà chồng không rước về thì ở bên anh tự thân trong thời gian tiếp theo tụi anh thân tên là hỗ trợ được cái vấn đề, tụi anh sẽ hỗ trợ sau. Bây giờ trước mắt là đưa lên để cho nhà chồng em nhìn lại coi có đón em về hay không. Họ không đón về thì tụi anh sẽ tính tiếp, giống như em rớt vô hoàn cảnh bế tắc. Tại vì lúc đó là bụng lớn rồi, đúng không? Bụng đã lớn rồi cũng khó đi làm lắm. Thì em muốn nói điều gì nữa không? Em giờ em chỉ mong là chồng em với bên chồng em hiểu cho em là biết em cái cảnh của em khổ vậy rồi, thương em đừng có trách em nữa. Dù gì ai cũng có cái sai hết trơn. Nhưng mà em đã cắn rứt lương tâm em để mà em mở lời ra em xin lỗi mẹ. Nhưng mà về thằng chồng em nó cũng có hổn với gia đình em nhiều lắm, nó sỉ nhục mẹ em nữa. Nhưng mà nó không bao giờ nó mở miệng ra là xin lỗi bên em được dùng một tiếng.
Rồi về đi, cứ về đi. Rồi trước mắt là như vậy đi ha. Rồi nếu có gì nữa thì em có số tài khoản không? Dạ có. Rồi lại chút nữa là cho anh cái số tài khoản riêng ha. Dạ. Rồi anh nếu mà ai cần á thì anh sẽ gửi cho người ta. Dạ. Chứ anh cũng không để số tài khoản lên trên nữa ha. Ok, rồi vậy ha. Dạ.